Xin chào các bạn, đây là Thuận Capital ngày hôm nay Ngày hôm nay là ngày 4 tây tháng 12 năm 2020 Là ngày thứ sáu tại Hoa Kỳ Thì trước khi mà chúng ta bước vào một cái cuối tuần mới Thuận muốn chúc các bạn có một cái cuối tuần vui vẻ Và chúng ta hôm nay thì đương nhiên sẽ tiếp tục nói về tình hình của thị trường Bitcoin Các bạn thấy được là cái giá bây giờ cũng rất là tốt Xây quanh cái mức là gần như 19.000 đô Chúng ta vẫn đang thử cái mức là 20.000 đô Và tuy có một cái số đợt điều chỉnh Nhưng mà những đợt điều chỉnh này cũng không có sâu cho nên là sâu nhất là 16,94% và bịch không bây giờ các bạn thấy là vẫn tiếp tục muốn thử cái đường 20.000 đô này và thường nghĩ đây vẫn là cái đợt thứ nhì như các bạn cũng đã biết là trước đây chúng ta phải tốn là bốn đợt cho đến đợt thứ năm thì mới rời khỏi cái đỉnh cũ của cái đợt trước đó, cái chu kỳ trước đó thì chúng ta hãy tiếp tục tìm hiểu những cái thông tin liên quan đến tình hình Bitcoin hiện bây giờ mà tại sao mà thường vẫn nghĩ là Bitcoin đang được thu mua rất là nhiều thì có một số dẫn chứng thường sẽ chia sẻ với các bạn trong cái video ngày hôm nay chúng ta đương nhiên cũng sẽ nói về tình hình của Ethereum có một số thông tin thường nghĩ là cũng khá thú vị thường muốn chia sẻ cũng như là chúng ta sẽ nói về thông tin liên quan đến tình hình chứng khoán của Hoa Kỳ cũng như là vàng các bạn thấy là hôm nay chứng khoán lại tiếp tục đạt cái đỉnh mới và tôi sẽ chia sẻ thêm những cái thông tin này và vàng bây giờ có phải là một cái mảng đầu tư tốt hay không chúng ta phải dựa vào tình hình từ đầu năm cho tới bây giờ để xem coi là tình hình vàng là ra sao trong vòng 11 tháng qua và một số bạn thì vẫn tiếp tục hỏi thông về những thông tin liên quan tới Flare Network có nghĩa là cái Spark Token Airdrop mà các bạn có đồng XRP, thường sẽ chia sẻ thêm vấn đề này cũng như là Item 2.0, cũng như là thường sẽ chia sẻ thêm những cái thông tin liên quan tới là Nasdaq sẽ đưa ra một cái chỉ số crypto trong năm 2021 thì điều này quan trọng như thế nào? Thường nghĩ là có thể là nhiều bạn nghe thông tin là Nasdaq sẽ có một cái chỉ số crypto thì cũng không có suy nghĩ quá nhiều nhưng mà thật ra đây là một thông tin rất là quan trọng. À, liên quan đến cái sự tăng trưởng của Bitcoin, cái sự mà hứng thú của những cái nhà đầu tư lớn với Bitcoin năm sau sẽ tăng lên. Tôi sẽ chia sẻ thêm về cái vấn đề này trong video ngày hôm nay. Nhưng mà trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết thì cũng như thường lệ tất cả chỉ vì một đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư. Và nếu như mà các bạn thích cái video này hay là các bạn thích những cái video tương tự thì bạn đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển. Và nếu như mà các bạn chưa có theo dõi Thuần Capital trên những cái mạng xã hội thì các bạn cũng có thể theo dõi bằng cách ta bấm vào cái link ở phía dưới video này tìm thấy những cái thông tin chính thức liên quan tới Facebook, Twitter và Telegram hay là bạn một trader thì trước khi mà tham gia vào một cái sàn duyệt nào cũng bấm vào cái link phía dưới để tìm thấy những cái ưu đãi dành riêng cho cộng đồng Thuận Capital như là ưu đãi liên quan tới sàn Margin FX các bạn đăng ký thông qua link của Thuận Capital các bạn sẽ được nhận 2.000 điểm snap và cái ưu đãi này thì mà thấy là sắp hết hạn rồi 2.000 điểm snap này là bắt đầu từ cái lúc mà ngày 28 tháng 1 cho đến ngày 6 tháng 12 có nghĩa là các bạn chỉ còn thời gian khoảng chừng một ngày nữa thôi thì các bạn chỉ cần là nạp ít nhất là 50 đồng thay trở lên các bạn có thể là có chương mục mới hay là chương mục cũ đăng ký với link thùng capital đều có thể nhận được 2.000 điểm snap này các bạn có thể tìm hiểu thêm chi tiết đây là một cái sàn margin hay là các bạn có thể tham gia vào những sàn như là sàn Binance quốc tế thì thường có cái link giảm 20% phí giao dịch spot như là dịch thông thường hay là giảm 10% phí giao dịch futures các bạn có thể đăng ký thông qua một trong hai link link sẽ nằm phía dưới video này để các bạn đăng ký đương nhiên không cần phải đăng ký cả hai khi bạn đăng ký 1 trong 2 link thì các bạn sẽ được hưởng lợi ích cả hai spot và futures thì những người nào mà đã đăng ký với lại link của thùng capital cách đây vài tháng hay là cách đây 3 năm những link đó thì đã cũ rồi bây giờ thùng phải chuyển qua một cái account mới rồi để chia sẻ trong những cái video trước đây thì những bạn nào mà đã đăng ký dưới cái link cũ của Thuận link cũ thì chỉ có giảm 20% phí dịch mà thôi thì cái link cũ đó các bạn có thể là tạo một chương mục mới để nhận được những cái ưu đại tốt hơn hay là sàn Binance US, sàn Margin Bybit, sàn Bitja, sàn Coinbase, sàn Remitano và các bạn có thể là tham gia liên có lãi thông qua ứng dụng BlockFi thì chia sẻ những video trước đây các bạn có thể nhận được cái bonus lên tới 250 đô và chúng ta bây giờ hãy nhìn vào những cái thông tin thú vị của thị trường ngày hôm nay thì nói tới giá cả của Bitcoin, chúng ta nhìn vào tình hình của Bitcoin hiện bây giờ. Đây là bài viết mà được chia sẻ bởi Conterraff cách đây là không có lâu, chỉ vài tiếng đồng hồ thôi lúc mà thường làm cái video này. Thì chúng ta nhìn vào cái bài viết này thì Conterraff nói là công ty Grayscale, nghĩa là cái công ty đầu tư mà các bạn cũng đã biết là một những công ty mà thường thường hay chia sẻ. Công ty mà thu mua những cái đồng như là Bitcoin, Ethereum vân vân và sau đó bán cổ phiếu cho những nhà đầu tư thì đây là một trong những công ty mà giúp đỡ những cái tổ chức đầu tư đầu tư vào trong thị trường crypto thì các bạn thấy được là công ty Rayscale trong vòng 24 tiếng vừa qua có nghĩa là từ hôm qua tới bây giờ đã để thêm vào trong ngân khố tổng cộng là 7.188 đồng BTC thì cái bài viết này nói là dựa theo tài liệu thì những cái Bitcoin Wells nghĩa là những cái cá voi những người mà có nhiều Bitcoin bán cho những tổ chức đầu tư Tại vì đương nhiên bán cho công ty Rayscale thì công ty Rayscale đương nhiên là người mà đi thu mua Bitcoin cho những nhà đầu tư lớn, những tổ chức đầu tư thì chúng ta nhìn vào tài liệu này. Thì dựa theo Coin 98 Analytics đó, tài liệu này đã được update vào ngày 3 tây tháng 12 có nghĩa là ngày hôm qua thì cho thấy được là tháng 11 này đó tổng số lượng Bitcoin được đào là 27.881 Bitcoin và tổng số lượng Bitcoin mà được thu mua bởi công ty Grayscale tháng 11 này lên tới con số là 55.015 Bitcoin cho bạn thấy được là gấp đôi cái số lượng mà được đào bởi những cái thợ đào thì đây là chỉ tính riêng công ty Grayscale mà thôi, chúng ta không tính tới những cái thông tin mà chúng ta đã nói tới rất là nhiều trong tháng 11 vừa qua, những cái thông tin liên quan tới bao nhiêu Bitcoin được thu mua bởi công ty Square hay là công ty PayPal thì các bạn thấy được là chỉ nhìn vào những tài liệu này thôi các bạn cũng đã thấy là cái số lượng Bitcoin được đào ra thực sự bây giờ là không đủ để mà bán cho những tổ chức đầu tư. Tuy nhiên một số bạn thì có cái suy nghĩ là những thông tin này ý nói là những cái tổ chức đầu tư này như là Rayscale hay là Square PayPal thì mua trực tiếp từ những cái miner nhưng mà thực ra là không phải các bạn. Đây chỉ là một sự so sánh mà thôi. Những cái miner này khi mà họ đào ra Bitcoin thì chưa chắc là họ bán hết tất cả Bitcoin của mình. Họ sẽ giữ lại để có thể bán được cái giá cao hơn chứ không lý do gì mà họ bán hết thì các bạn thấy được là những cái thời đào đào con số trong tháng 11 là 27.881 chưa chắc là họ đã bán hết chứ đừng có nói là nếu như mà công ty Rayscale mua cái số lượng này thì phần lớn sẽ thông qua những cái sàn chứ không phải là mua trực tiếp từ những cái miner tại vì sẽ không đủ cái số lượng và những miner có thể là họ giữ lại cho mình hay là họ bán cho những cái sàn thông qua những cái sàn như là OTC thì cũng tương tự những tổ chức đầu tư này sẽ mua từ những cái sàn OTC để tại sao tại vì họ không muốn làm ảnh hưởng tới giá cả các bạn thấy được là nếu như mà thu mua số lượng lớn thì thu mua càng thu mua thì sẽ càng đẩy giá lên cao nhưng mà những công ty này sẽ không có muốn chuyện đã xảy ra và các bạn thấy được là nhiều bạn thì nói là thu mua trên những cái sàn OTC nghĩa là những cái sàn dòng ngoài để những cái sàn mà người mua và người bán kết nối với nhau và thảo luận giá cả và di chuyển theo cái giá thảo luận đó thì tương thường các bạn thấy được là nếu như bạn muốn mua cái số lượng lớn bitcoin thì cái giá mà người bán cho các bạn sẽ cao hơn là cái giá thị trường bây giờ thì nhiều người có thể nghĩ là tại sao một công ty thì lại muốn mua bitcoin với cái giá cao hơn cái giá thị trường mua cái số lượng lớn tại vì những công ty đó họ sẽ tính toán những người mua họ sẽ tính toán nếu như mà lấy số tiền này lên trên những cái sàn như là binance hay là coinbase để mà mua đó thì cái số tiền này khi mà mua thì sẽ đẩy giá Bitcoin lên cao tới cái mức nào mà khi mà càng mua giá càng lên cao thì cái slippage có nghĩa là cái số Bitcoin họ có thể mua được nó sẽ bị giảm đi cho nên thà họ trả một cái số tiền gọi là cái số tiền premium để mà mua trực tiếp cho một người khác cái giá cao hơn giá thị trường nhưng mà không làm ảnh hưởng đến giá thị trường họ có thể thu mua được một cái giá ổn định hơn và thực ra mà nói là những cái sàn OTC đó những cái sàn mà thảo thuận đó thì thực sự mà nói cái số lượng mình còn cũng có hạn cho nên các bạn thấy được là khi mà những cái công ty như là công ty Microsoft gì đi các bạn thấy là công ty này phải thông qua cái sàn Coinbase đương nhiên không phải là cái sàn Coinbase mà chúng ta sử dụng đây là cái sàn Coinbase OTC đó thì họ phải tốn thường nhớ là giảm hơn một tuần để mà mua từng chút từng chút tại vì không đủ trên sàn OTC thì họ phải mua trực tiếp trên những cái sàn nhưng mà khi mà họ làm như vậy thì đương nhiên sẽ làm ảnh hưởng tới giá cả nhưng mà họ cố gắng để làm cho giá cả không ảnh hưởng thì chúng ta ở thời điểm bây giờ nhiều người tin tưởng là khi mà còn thấy là Bitcoin có sự tăng trưởng đột biến như vậy trong cái thời gian là một tháng qua mà giá cả là tại vì có rất nhiều những công ty lớn đang thu mua số lượng lớn Bitcoin và thường cũng đã chia sẻ bạn trước đây nếu như, như các bạn nhớ là thường đã chia sẻ là những cái sàn otc thì cái số lượng bitcoin là có hạn cho nên tới một lúc nào đó sẽ không đủ bitcoin để bán cho những tổ chức đầu tư thì lúc đó những tổ chức đầu tư này bắt buộc là phải mua trên những cái sàn và dẫn đến là giá cả tăng lên và giá cả thực sự là nếu như mà cái số lượng bitcoin mà được thu mua trong nhục tháng qua mà bắt buộc là phải thu mua trực tiếp trên sàn tất cả những cái bitcoin đó phải thu mua trực tiếp những cái sàn thì giá sẽ cao hơn bây giờ rất là nhiều lý do tại sao mà giá bây giờ là vẫn xoay quanh cái mức là 18 19 ngàn là tại vì những công ty này đang cố gắng không làm ảnh hưởng đến giá cả thì chúng ta sẽ nói thêm một số những thông tin mà các bạn thấy là tình hình bây giờ thì chúng ta thấy là công ty Rayscale đã thu mua rất là nhiều và tổng cộng cái số lượng tiền mà công ty Rayscale đang quản lý đó dựa theo cái được chính thức của công ty Rayscale là ngày 3 tháng 12 thì công ty Grayscale có tổng cộng một số lượng tiền mà quản lý đó AUM đó là 12,6 tỷ các bạn được là cái con số này rất là cao ngày nào đó chúng ta đã nhớ là cái tỷ không bao lâu chúng ta nói tới công ty Grayscale quản lý 1-2 tỷ thì mọi người đều cảm thấy là wow công ty này quản lý quá nhiều tiền bây giờ thì công ty này quản lý lên tới 12,6 tỷ mà các bạn thấy là mọi người cũng không có nhiều cái phản ứng thì các bạn có thể biết là công ty Grayscale đầu tư vào những cái đồng như là Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, Ethereum Classic đồng Cash, LTC, XLM, nghĩa là đồng Stellar Lumen, XRP và đồng GEC. Thì các bạn thấy được là công ty Grayscale bây giờ với cái số lượng tiền mà họ quản lý đó thì coi như là cũng là một cái công ty là tương đối là nhỏ cho đến trung bình về cái phương diện thế giới đầu tư thì các bạn thấy được là những cái công ty mà gọi là nhỏ đó thì có thể chỉ quản lý 3 4 tỷ đô la mà thôi. Những công ty mà lớn hơn thì có thể quản lý từ 10 cho tới 100 tỷ coi như là những cái công ty này coi như là thuộc dạng là trung bình Nhưng mà những công ty lớn hơn nữa Thì các bạn thấy là sẽ quản lý trên 100 tỷ đô la Và cực kỳ lớn thì các bạn thấy là sẽ quản lý lên tới là hàng nghìn tỷ Trong ty Rayscale bây giờ Thật ra mà nói là 12,6 là coi như là từ nhỏ cho đến trung bình coi như là về cái sự so sánh với công ty đầu tư trung bình thì công ty RayScale này là xếp cái hạng là trung bình nhưng mà cái phần là ở phía dưới quản lý cái số tiền là khoảng, chỉ có là 12 tỷ mà thôi. So với những công ty mà trung bình quản lý số tiền lớn hơn có thể lên tới là gần 100 tỷ. Nhưng mà dù sao nữa các bạn thì được công ty RayScale là công ty mà đầu tư vào crypto mà bây giờ là có thể là so sánh ngang hàng với nhiều công ty đầu tư truyền thống thì các bạn đã thấy là cái thị trường này đã phát triển cho đến khi nào và cái nhu cầu mà có được Bitcoin từ những tổ chức đầu tư là không ngừng nghỉ Các bạn thấy được là các tổ chức đầu tư họ đang rất là muốn thu mua rất nhiều Bitcoin Và một trong những cái chiến lược mà có thể là nhiều bạn đã nghe thường chia sẻ trước đây là thường cảm thấy rất là thú vị Đó chính là nhiều người thì nghĩ là cái mập cá voi thì đẩy giá xuống để mà khiến cho mọi người lo ngại đi mà bán Nhưng mà các bạn thấy được là những người nào mà đã theo chuyện này cho tới ngày hôm nay thì thị trường bây giờ là vẫn chưa có nhiều người mới vào cho nên những cái À, cách như là đẩy giá xuống để mà gây phết lo ngại để bán thì hầu như là không có tác dụng nhiều tại vì những người mà đã có mặt trên thị trường hiện bây giờ là những người mà đã đầu tư từ bấy lâu nay cho nên lòng tin cũng vững chắc hơn và bây giờ có nhiều thông tin tốt cho nên nhiều người không muốn bán bitcoin cho nên có một cái lý thuyết là những cái cá vô cá mập cần phải đẩy giá lên cao để mà cho những người mà đã đầu tư trước đây chút lời đó là cách duy nhất để họ có thể là mua được bitcoin và nhiều bạn nói là đây điểm thông tin, dù mọi người vào sau đó là hàng sẽ được xả ra hàng loạt và đẩy giá Bitcoin về xuống sâu, nhiều bạn vẫn nghĩ là Bitcoin có thể là về xuống dưới 10.000 đô, nhưng mà tôi nghĩ là về mặt giá cả đương nhiên không ai biết được, xuống 10.000 đô đương nhiên là có thể, nhưng mà các bạn thấy được là nếu như nói là hiện bây giờ những cái tổ chức đầu tư lớn mua Bitcoin chủ yếu là để xả hàng uh, lên trên mọi người thì tôi nghĩ là không có chính xác lắm tại vì bây giờ các bạn thấy là những tổ chức đầu tư đang trong thời kỳ thu mua một ngày nào đó họ sẽ bán nhưng mà không phải là bây giờ và những thứ chứ đầu tư thì họ sẽ không có kiếm cái lợi nhuận nhỏ như là lên 10%, 20%, thậm chí là 100% những cái giá lên gấp đôi thì họ sẽ bán đâu. Những thứ đầu tư này họ sẽ bán với cái giá cao hơn rất là nhiều. Cho nên cái thời gian bây giờ với cái đỉnh kế tiếp của Bitcoin các bạn sẽ thấy được là vẫn còn rất là xa. Và bây giờ thì các bạn thấy là vẫn trong cái thời kỳ là những công ty này đang thu mua. Các bạn cứ nghĩ đi khi mà họ nghĩ là đã thu mua đủ rồi thì lúc đó cái sự FOMO để mà đẩy giá sẽ như thế nào? Thì chúng ta hãy nhìn vào một số những cái thông tin khác tại vì các bạn thấy được là giá Bitcoin thì vẫn tiếp tục xây quanh ở dưới cái mức là 20.000 đô. À, cho tới thì đến bây giờ thì thường nghĩ là chúng ta vẫn đang trong cái đợt thứ nhì thử 20.000 đô. Vì bạn cũng đã biết là cái đợt của năm 2017 đó. Thì khi mình nói tới là Bitcoin khi nào thì mới phá được cái đỉnh cũ của cái thời điểm đầu năm 2017 đó, nghĩa là trước đó nữa cái định cũ là khoảng 1.100 đô, 1.150 đô, tùy theo mà nhìn vào cái sàn nào của năm 2013 thì cái thời điểm mà phá đỉnh cũ của năm 2013 là đầu năm 2017 và các bạn thấy được là Bitcoin phải tốn cái thời gian là cũng khá dài là từ tháng 1 đầu năm 2017 mãi cho tới tháng 4 thì mới thực sự là rời khỏi cái đỉnh cũ và bắt đầu lập đỉnh mới. Các bạn thấy được là cái số lần mà Bitcoin thử đỉnh cũ là 4 lần sau đó lần thứ năm mới thực sự rời khỏi cái um, đỉnh cũ và lập đỉnh mới thì cuối cùng các bạn thấy được là có một cái đợt đâm rất là mạnh từ cái mức là khoảng chừng là 1189 xuống thẳng xuống chỉ còn có là khoảng 900 đô nhưng mà trong vòng một ngày thì đã hồi phục lại và từ đó tiếp tục đi lên thì cái đợt này tôi nghĩ là chúng ta vẫn đang nằm trong cái đợt thử thứ nhì của 20.000 đô và nếu chúng ta nhìn vào năm 2017 đó thì phải tốn thời gian là từ đầu tháng 1 cho đến tháng 4 là khoảng chừng là các bạn thấy là 4 tháng thì đợt này các bạn thấy được nếu chúng ta thử tháng 11 thì tôi nghĩ là khoảng chừng là tháng 2 hay là tháng 3 chúng ta mới thực sự là rời khỏi 20.000 đô như đời thường đã chia sẻ cho mỗi video trước đây là tôi nghĩ là khoảng chừng đến tháng 2 chúng ta mới thực sự rời khỏi cái mức này nếu như dựa theo lịch sử của năm 2017 thì tình hình bây giờ đó chúng ta vẫn còn có người bán hiện bây giờ và người bán hiện bây giờ là một trong những cái số lượng người mà đang có lời rất là nhiều các bạn thấy được là chúng ta nhìn vào những cái thống kê được đưa ra thì đầu năm của năm 2020 này đó cái số lượng bitcoin mà có lời đó có nghĩa là cái số lượng bitcoin mà dựa theo cái tài liệu on chain cái tài liệu mà trên mạng lưới bitcoin đó thì thường thường là họ tính cái cách là nếu bitcoin mà được đưa vào một cái ví thì coi như đó là cái điểm mua thì từ đầu năm cho tới bây giờ thì các bạn thấy được là đầu năm cái số lượng bitcoin mà có lời như là cái số lượng địa chỉ bitcoin mà có lời là năm bảy nhưng mà cho đến thời điểm bây giờ các bạn thấy được là gần như là 100% của tất cả địa chỉ với Bitcoin đều đã có lời Có nghĩa là các bạn thấy là Bitcoin ở cái mức là 18.000, 19.000 này hầu như là mọi người đều đã có lời hay là đã hoàn vốn rồi Cho nên cái số lượng người mà bị lỗ đã không còn là bao nhiêu người Cho nên càng có nhiều người có lời thì một trong những cái rủi ro là người ta sẽ chốt lời cho nên bây giờ chúng ta vẫn còn người chốt lời ở thời điểm hiện bây giờ và như là thường chia sẻ một lần mà bịch con tới gần 20.000 đô thì sẽ có người chờ đợi sẵn để mà bán tại vì họ đã chờ đợi sẵn từ bấy lâu nay nhưng mà một lần mà chúng ta tới gần 20.000 đô có người bán thì lần sau người đó sẽ không còn để mà bán nữa cho nên từ từ người bán sẽ ít đi và ít đi cho nên các bạn thấy được là cái số lượng người mà đang có lời khi thị Bitcoin phải giảm xuống để chúng ta có thể là qua khỏi 20.000 đô nhưng mà nếu như còn nhiều người còn đang có lời và có ý định chốt lời ở mức 20.000 đô là một cái dù mà cản trở tâm lý cũng rất là mạnh và chúng ta nhìn vào tài liệu tương tự cho Ethereum thì các bạn thấy được là Ethereum thống kê được chia sẻ vào ngày 26 tháng 11 có nghĩa là cách đây khoảng chừng là 8 ngày thì các bạn thấy được là từ ngày đó cho tới bây giờ chúng ta không biết được là tình hình như thế nào nhưng mà ngày 26 tháng 11 thì cái số lượng địa chỉ ví của Ethereum mà có lời thì đã lên tới cái mức là 84%. Nghĩa là 84% của cái số lượng địa chỉ ví trên mạng lưới đã đang có lời. Coi như con số này thì cũng xuống một chút, xuống 3,1% so với con số trước đó là 87%. Nhưng mà cái số lượng ví của Ethereum có lời thì cũng rất là cao. Nhưng mà chúng ta thấy là cũng tương tự như Bitcoin có một số những dấu hiệu là những người mà đã có lời ở Ethereum thì đang chốt lời. Cho nên chúng ta thấy có cái sự đi xuống về cái số lượng ví của Ethereum mà đang có lời thì các bạn thấy được là cái giá Ethereum bây giờ so với lại cái giá mà cao nhất trước đây thì cách xa rất là nhiều các bạn thấy được là cái giá cao nhất trước đây của Ethereum là khoảng 1.400 đô hồi đầu của năm 2018 thì cái giá bây giờ là không tới 700 đô thì có nghĩa là Ethereum vẫn còn cách cái đỉnh cũ là cũng khá xa các bạn thấy được là cái đỉnh cũ tới bây giờ đã xuống 60 phần trăm nhưng mà các bạn thấy là Ethereum nếu như mà cái số lượng ví bây giờ đang có lời là 84,8% thì có nghĩa là không có bao nhiêu người mua Ethereum ở những cái đỉnh cao. Cho nên Ethereum tuy là bây giờ vẫn cách xa đỉnh cũ, đỉnh cũ gần như là hơn gấp đôi của Ethereum nhưng mà cái số lượng ví mình có lời cũng rất cao thì cũng tương tự như bitcoin chúng ta muốn thấy ethereum tăng đột biến thì cái số lượng bitcoin mình đang có lời này những người nào muốn chốt lời thì phải chốt lời hết thì chúng ta mới có sự tăng trưởng mạnh kế tiếp và bài viết này của contact cũng chỉ ra được là có rất nhiều dẫn chứng như các bạn thấy được là tài liệu được chia sẻ bởi cnbc cái đài mà tài chính mà thường hay xem thì nói là cái số lượng bitcoin mà được mua và di chuyển ra khỏi các sàn giao dịch đã đang tăng trưởng một cách chóng mặt. Các bạn thấy được là những cái thống kê chúng ta nhận được từ Classno đi thì đây là cái thống kê của ngày 3 tây ngày hôm qua. Thì ngày hôm qua những sàn giao dịch các bạn thấy được là Bitcoin thì cái số lượng Bitcoin mà được đưa lên những sàn giao dịch dựa theo Classno, một công ty mà các bạn biết là theo dõi những cái thông tin trên mạng lưới những cái sàn thì cái số lượng Bitcoin được đưa lên những cái sàn đó là 836,5 triệu còn cái số lượng Bitcoin mà được rời khỏi sàn là 975,5 triệu đô la có nghĩa là cái số lượng Bitcoin được đưa lên trên sàn thì mọi người đều nghĩ là khi Bitcoin được đưa lên trên sàn thì đương nhiên là để bán. Còn Bitcoin rời khỏi sàn thì sẽ đi vào những cái ví cá nhân. Thì cái số lượng Bitcoin mà được đưa vào và rút ra đó thì sàn đã bị mất đi 139 triệu đô la. Có nghĩa là cái số lượng người mà được đưa vào thì cái số lượng à, Bitcoin đó được thu mua và cái số Bitcoin mà được rời khỏi sàn có nghĩa là đưa vào những ví cá nhân đó không còn nằm trên sàn nữa là nhiều hơn thì đây là một cái dẫn chứng là người ta mua Bitcoin và sau đó lấy Bitcoin khỏi sàn Chỉ không phải để trên sàn để mà bán Ethereum thì cũng tương tự, các bạn được cái số lượng Ethereum ngày hôm qua được lên những cái sàn giao dịch là khoảng 178,5 triệu đô la cái số lượng Ethereum rời khỏi sàn giao dịch là 179,8 triệu đô la và cái sự khác biệt là 1,2 triệu đô la đã rời khỏi sàn Tether thì cũng tương tự cũng bạn được là cái số lượng Tether đưa lên trên những cái sàn giao dịch là 590,7 triệu đô la rồi khỏi sàn giao dịch là 590,8 triệu đô la khác biệt không có nhiều Tether thì cái sự khác biệt chỉ là 152.000 được rời khỏi sàn mà thôi chủ yếu là mọi người quan tâm đến Bitcoin và Ethereum và đây là thông tin của ngày hôm qua nhưng mà cái thông tin này cũng không có khác biệt gì so với những cái thông tin trước đó cũng có cái tài liệu tương tự là rất nhiều dẫn chứng ngay cả CBC cũng đã nói là rất nhiều dẫn chứng cho thấy được là mọi người người ta mua Bitcoin sau đó là không để trên sàn có nghĩa là họ không phải mua rồi chờ đợi Bitcoin lên để mà bán mà họ mua xong họ rời khỏi sàn để mà lưu trữ lâu dài thì đây là cái tài liệu liên quan đến cái bài viết được chia sẻ bởi Contagraph và đứng sau lưng những tài liệu này là có những cái ý nghĩa như thế nào tôi hy vọng là đây giúp được cho các bạn trong cái việc đầu tư vào thị trường tiền kỹ thuật số